Những nội dung chính sẽ có trong chương trình diễn đàn blockchain hôm nay. Mùa đông tiền mã hóa bước vào giai đoạn tồi tệ. Dự án blockchain tại Việt Nam, GameFi theo trend lừa đảo. Sau Binance, các sàn giao dịch SEC cũng bị đặt lên thớt. Elon Musk không còn thao túng được giá Dogecoin. Các tỷ phú tiền số mất 80% tài sản. Các bậc thầy đầu tư đang nói gì về đáy của thị trường tiền điện tử? Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có nhiều người sở hữu NFT nhất thế giới. Top 10 thương vụ huy động vốn nổi bật trên thị trường crypto những tháng đầu năm 2022. Blockchain Edu, top 14 công cụ cần thiết nhất mà mọi trader cần phải biết. Khánh Yên xin kính chào quý vị đang đến với chương trình diễn đàn Blockchain, nơi cung cấp những thông tin thời sự, cập nhật xu hướng đầu tư tin cậy và đáng chú ý nhất trong tuần. Ngay sau đây, Khánh Yên xin mời quý vị đến với phần tin tức trong Blockchain News. Mùa đông tiền mã hóa bước vào giai đoạn tồi tệ nhất. Các chuyên gia từ nền tảng phân tích chuỗi khối Blockwork cho rằng thị trường vừa bắt đầu giai đoạn 2 của mùa đông tiền số, nơi giá trị vốn hóa giảm mạnh nhất. Trên trang Twitter chính thức, ông Jason Janowicz là chuyên gia nghiên cứu của Blockwork đã cho rằng thị trường gấu có 3 phần và hiện nó đang vào giai đoạn 2. Giá token và vốn hóa của các dự án sẽ giảm sâu, cùng lượng lớn mô hình bị phá sản phải sa thải nhân viên trong thời kỳ này. Giai đoạn đầu của mùa đông tiền mã hóa vẫn đem đến cảm giác đi xuống. Các nhà đầu tư nhìn thấy giá của nhiều tài sản được đưa về mức thực tế hơn, đồng thời quỹ mạo hiểm tiếp tục bơm tiền để xây dựng các dự án. Janowicz đã chia sẻ, nói chung cuộc sống vẫn ổn, chỉ mấy người yếu tay mới phải bán. Sau thời kỳ tương đối dễ chịu, thị trường chuyển sang chế độ thứ hai là cưỡng bức và mọi thứ tồi tệ hơn. Chuyên gia của Blockwork đã cho biết có những dự án chết đi, giá token giảm 90% rồi thêm 90% nữa. Bắt đầu có những vụ sa thải diện rộng. Theo Janowicz, thảm họa Luna chính là công tắc kích hoạt giai đoạn 2 của mùa đông tiền mã hóa. Tại đây, tất cả các nhà đầu tư bị ép phải bán tài sản của mình đang nắm giữ. Tương tự như vụ việc của Celsius đóng giao dịch vào ngày 13 tháng 6, Janowicz đã cho rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn cuối khi giá biểu đồ lên xuống đều đặn. Nhiều công ty sẽ bị phá sản và người xây dựng rời bỏ ngành blockchain, chuyên gia của Blockwork chia sẻ. Dự án blockchain tại Việt Nam, GameFi theo trend lừa đảo. Hơn 600 dự án blockchain đã ra đời tại Việt Nam, tuy nhiên rất ít dự án làm thật. Bên cạnh đó, đa phần là các dự án chạy theo trend có cả lừa đảo và lùa gà. Sự thành công của AC Infinity đã kéo theo phong trào phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam gần một năm trở lại đây. Hàng loạt dự án đã ra đời và tăng nhanh kỷ lục. Chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Dũng đã cho biết, con số dự án blockchain đã lên tới khoảng 600, trong đó chủ yếu là các dự án về GameFi. Những dự án ra đời ở thời gian đầu theo xu hướng GameFi với lợi nhuận nhân 10, thậm chí là cả 100 cho nhà đầu tư. Vì vậy, các nhà đầu tư trong nước và trên thế giới liên tục đổ hàng triệu đến chục triệu đô la vào các game, thu hút rất nhiều người nhảy vào lĩnh vực này. Việt Nam trở thành một công xưởng đẻ ra các dự án GameFi khi bên cạnh các studio sản xuất game có tiếng, còn xuất hiện thêm các tầng lớp chưa làm ra một game online bao giờ cũng đã tự lập studio để sản xuất game, kêu gọi đầu tư. CEO làm game lâu năm trong nước cho biết, một số game thì mua đồ họa của nước ngoài về dựng clip, các dự án làm thậm chí đếm trên đầu ngón tay. Việc ăn theo trend và không có chuyên môn về làm game đã tạo ra hàng loạt dự án GameFi lừa đảo tại Việt Nam từ trước đến nay. Điển hình một số vụ lừa đảo từng được cộng đồng khui ra như Zodiac bị các nhà đầu tư tố cáo đã đánh cắp số tiền hơn 50 tỷ đồng. Dự án CryptoBike đã chiếm đoạt 30 tỷ đồng. Chủ dự án C-Card, C-Pen, C-Gore đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 2.000 tỷ đồng. Sau khi phát hiện ra, đa số các nhà đầu tư vẫn chưa thể lấy lại được tiền. Sau Binance, các sàn giao dịch lớn khác cũng bị SIC đặt lên thớt. Ủy ban chứng khoán và giao dịch SIC được cho là đã khởi động một cuộc điều tra. Ủy ban chứng khoán và giao dịch SIC được cho là đã khởi động một cuộc điều tra về hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử. Trích dẫn từ tin tức được xuất bản bởi Fox Business vào hôm ngày 15 tháng 6, SIC đã gửi thư tới nhiều sàn giao dịch lớn yêu cầu báo cáo thông tin về cách mà các nền tảng này bảo vệ người dùng của mình trước vấn đề giao dịch nội gián. Những sàn giao dịch nhận được lá thư này vẫn là một ẩn số. Theo một số nguồn tin, có ít nhất 4 sàn giao dịch tiền điện tử lớn là Coinbase, Binance, FTX và Crypto.com đã nhận được đơn yêu cầu. Về phía SIC, cơ quan kiểm soát này từ chối đưa ra xác nhận tin tức cũng như bất kỳ bình luận nào. Bản chất của cuộc điều tra cũng không rõ ràng.
SIG có thể đang tìm kiếm các đầu mối vi phạm pháp lý tiềm ẩn của các sàn giao dịch. Các cáo buộc về giao dịch nội gián tại thị trường NFT lớn nhất OpenSea đã khiến SIG chú ý. Vào hôm 3 tháng 6 vừa qua, SIG đã cáo buộc giao dịch nội gián với một cựu nhân viên cấp cao của OpenSea và coi NFT là chứng khoán. Đối tác tại công ty luật Hogan & Hogan, Jeremy Hogan đã chia sẻ với Fox Business, mối quan tâm hiện tại của SIC đối với các sàn giao dịch có thể xuất phát từ những cáo buộc về giao dịch nội gián đối với các token đã được lên lịch niêm yết và có khả năng tăng giá. Dựa vào đạo luật trao đổi hàng hóa kỹ thuật số năm 2022, quyền tài phán của SEC đối với các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ bị hủy bỏ mà thay vào đó, quyền tài phán sẽ thuộc về Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, CFTC. Elon Musk không còn thao túng được giá Dogecoin. Doge đã mất gần hết giá trị kể từ sau 15 phút nổi tiếng của Elon Musk tại chương trình Saturday Night Live vào tháng 5 năm ngoái, khi giá Doge tiệm cận mức giá cao nhất mọi thời đại là 0,72 đô la Mỹ. Rất nhiều fan trung thành của đồng tiền mã hóa này hy vọng rằng sự xuất hiện của Elon Musk trên Saturday Night Live sẽ khiến giá của Doge lên mặt trăng. Tuy nhiên, một năm kể từ khoảng thời gian đó, giá của đồng coin này lại giảm trở lại mặt đất. Dogecoin đã bắt đầu giảm mạnh về giá trị trong thời gian khi chương trình được phát sóng, tức là giảm hơn 20% giá trị trong một giờ. Khối lượng giao dịch đồng tiền mã hóa này đột ngột tăng đột biến, ứng dụng giao dịch Robinhood đã bị quá tải. Dogecoin được nhiều người coi là meme coin đầu tiên, được tạo ra như một trò đùa vào năm 2013 bởi Jackson Palmer và Billy Marcus để chọc phá vô số altcoin tràn ngập thị trường. Đồng tiền mã hóa đùa giỡn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của tỷ phú Elon Musk. Những dòng tweet đùa cợt của Musk về Dogecoin thường xuyên khiến giá của nó tăng vọt. Dogecoin cũng thu hút được một số lượng người hâm mộ cuồng nhiệt được gọi là quân đội Dogecoin, với mục tiêu đã nêu là khiến giá của Doge trên mặt trăng hoặc cao hơn 1 đô la Mỹ. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Một năm sau, Dogecoin vẫn đi xuống. Elon Musk rất tích cực đưa ra những thông báo về Dogecoin. Chỉ vài tuần trước, Musk đã thông báo rằng SpaceX sẽ sớm chấp nhận Dogecoin làm thanh toán cho hàng hóa. Gần đây, anh ấy cũng đã đưa ra ý tưởng thêm Dogecoin làm phương thức thanh toán trên nền tảng Twitter. Các tỷ phú tiền số mất 80% tài sản. Tổng tài sản của 7 tỷ phú tiền số giàu nhất thế giới vào cuối năm ngoái đạt 145 tỷ đô la, nhưng giờ chỉ còn hơn 30 tỷ đô la. Cơn sốt tiền số đã biến Chang-Peng Chao, Sam Bankman-Fried, Mike Novogratz và nhiều người khác thành tỷ phú với khối tài sản tăng theo cấp số nhân, nhưng vận may của họ lại đột ngột biến mất. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, tổng tài sản của 7 tỷ phú tiền số giàu nhất thế giới đạt 145 tỷ đô la khi giá Bitcoin lập đỉnh gần 69.000 đô la. Nhưng đến nay, họ đã mất tổng cộng là 114 tỷ đô la, theo Bloomberg Billionaires Index. Tuy nhiên, con số này hiện đang giảm 89%, tức là chỉ còn khoảng 10,2 tỷ đô la. Bankman-Fried, là CEO 30 tuổi của sàn giao dịch FTX, cũng ghi nhận tài sản giảm 66% kể từ khi đạt đỉnh 26 tỷ đô la. Theo Bloomberg, điều này có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư vào chính trị của anh. Novogratz, 57 tuổi, là người đứng đầu Fortress Investment Group. Tài sản của tỷ phú này đã giảm xuống còn 2,1 tỷ đô la, thấp hơn cả khi lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index. Trong khi đó, hai nhà sáng lập Gemini Cameron và Tyler Winklevoss ghi nhận tài sản chỉ còn 3 tỷ đô la mỗi người, giảm một nửa từ mức cao nhất là 5,9 tỷ đô la. Họ cũng thông báo sẽ cắt giảm khoảng 10% nhân sự. Các nhà sáng lập Coinbase là Ryan Armstrong, 39 tuổi và Fred Ashram, 34 tuổi, đã từng ghi nhận khối tài sản trị giá 18,1 tỷ đô la, nhưng hiện tại họ chỉ còn 2,1 tỷ đô la mỗi người. Nguyên nhân là do cổ phiếu của công ty này giảm 79% kể từ khi IPO. Những người đặt cược lớn vào Bitcoin như CEO MicroStrategy, Michael Saylor hay là Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng đang cảm thấy khó khăn khi giá tiền số lớn nhất thế giới xuống còn 21.000 đô la một đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Thị trường tài chính toàn cầu thì trở nên hỗn loạn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương khác có kế hoạch tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát cao nhất nhiều thập kỷ. Việc này càng khiến đà giảm của tiền số tăng tốc. Các bậc thầy đầu tư đang nói gì về đáy của thị trường tiền điện tử? Một số nhà đầu tư nổi tiếng nhất trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số tin rằng đáy thị trường đang nhanh chóng đến gần và bây giờ là thời điểm thích hợp để mua, mặc dù nhiều người vẫn cảnh báo về kết quả thảm khốc nếu giá giảm dưới mức hỗ trợ đã thiết lập. Tỷ phú Mike Novogratz là nhà sáng lập, chủ tịch và CEO của ngân hàng thương mại dành riêng cho tài sản kỹ thuật số Galaxy Digital Holdings
phát biểu tại hội nghị Morgan Stanley vào ngày 13 tháng 6 rằng tiền điện tử có thể chạm gần đáy, ETH có khả năng giữ mức $1,000 và Bitcoin vào khoảng 20.000 đến $21,000. Đáy của tiền điện tử sẽ lộ diện nhanh hơn so với chứng khoán Hoa Kỳ, có thể giảm thêm 15 đến 20%. Nhà đầu tư vĩ mô Rao Paul nói rằng chúng ta đang ở trong khu vực mua đối với Bitcoin và sẵn sàng bổ sung đáng kể các vị trí của mình có thể bắt đầu vào từ tuần tới và vào tháng 7. Theo cựu nhà điều hành Goldman Sachs, đáy của Bitcoin sắp xảy ra cũng có thể được nhận diện thông qua chỉ số sức mạnh tương đối RSI hàng tuần. RSI hiện đang ở mức 31 và tiến gần hơn về phía mức thấp nhất từ trước đến nay tại 28. Theo Investopedia, chỉ số RIS từ 30 trở xuống phản ánh tình trạng giá bán và định giá thấp. Paul cho biết anh kỳ vọng mức giảm 60% trong thời gian dài hạn. Anthony Scaramucci là nhà sáng lập Skybright Capital nói với Squawkbox của CNBC vào ngày 13 tháng 6 rằng các nhà đầu tư nên giữ kỷ luật trong bối cảnh tiền điện tử lao dốc, lưu ý quỹ của ông tiếp tục thêm Bitcoin và ETH vào danh mục đầu tư. Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có nhiều người sở hữu NFT nhất thế giới. Theo báo cáo mới nhất của Statista, NFT nhận được sự quan tâm lớn tại nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Tính riêng năm 2021, biểu đồ cho thấy Thái Lan là quốc gia dẫn đầu về số lượng người sở hữu NFT trên thế giới, với tổng cộng 5,65 triệu người, xếp thứ hai là Brazil với 4,99 triệu người. Tiếp theo là Mỹ với 3,81 triệu người, Trung Quốc đang xếp thứ tư với mức là 2,68 triệu người và khép lại là top 5 ở Việt Nam với 2,19 triệu người sở hữu NFT. Cũng theo báo cáo, khi xét trên quy mô dân số, Thái Lan vẫn là nước dẫn đầu với số lượng người sở hữu tài sản số chiếm 8,08% dân số đất nước. Một số quốc gia có lượng người sở hữu NFT khổng lồ khác bao gồm là Canada 3,67% dân số, Brazil 2,33% dân số. Số lượng người sở hữu NFT tại Việt Nam chiếm 2,43% dân số. Tuy nhiên, vào tháng trước, thị trường NFT chứng kiến cú lao dốc mạnh khi số lượng giao dịch bán NFT bình quân hàng ngày giảm xuống còn khoảng 19.000, tức là giảm tới 92% so với mức cao nhất khoảng 225.000 giao dịch vào hồi tháng 9 năm ngoái. Theo Wall Street Journal, một số chuyên gia tài chính cho rằng rất rủi ro khi quá phụ thuộc vào NFT bởi vì tài sản ảo này không có nhiều cơ sở để xác định giá trị, mà hiện tại chủ yếu được mua bán dựa trên sự đồn đoán và thổi phồng. Top 10 thương vụ huy động vốn nổi bật trên thị trường crypto năm 2022. Hiện nay, có nhiều quỹ đầu tư đổ tiền vào các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain. Cụ thể là năm 2021, tổng số tiền mà các dự án huy động vượt qua con số 15 tỷ đô la chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm, gấp khoảng 5 lần so với năm 2020. Đây được xem là một tín hiệu tốt. Hãy cùng Khánh Uyên điểm qua một số thương vụ gọi vốn khủng trên thị trường crypto trong những tháng đầu năm 2022. Đầu tiên, Electric Capital, 1 tỷ đô la. Electric Capital là quỹ đầu tư chủ yếu tập trung vào những giai đoạn đầu của dự án là về lĩnh vực blockchain và fintech. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, Electric Capital đã huy động được 1 tỷ đô la và sẽ được chia thành hai quỹ mới bao gồm quỹ mạo hiểm trị giá 400 triệu đô la và quỹ mã thông báo 600 triệu đô la. Vị trí thứ hai là Dragonfly Capital, 650 triệu đô la. Danh mục đầu tư của Dragonfly Capital bao gồm hàng loạt những dự án có tên tuổi bậc nhất trên thị trường crypto hiện nay. Bên cạnh đó còn có Dune Analytics, công ty phân tích dữ liệu blockchain. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, Dragonfly Capital đã huy động được 650 triệu đô la cho quỹ đầu tư crypto thứ ba của mình là Dragonfly Fund 3. Tiếp theo là Cross River trị giá 620 triệu đô la. Cross River là một nền tảng được xây dựng dưới sự kết hợp giữa một ngân hàng với sự đổi mới, cung cấp một nền tảng về công nghệ cho vay và thanh toán cho các công ty về công nghệ, trong đó có cả Coinbase. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, Cross River đã chính thức thông báo kết thúc vòng tài trợ trị giá 620 triệu đô la. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, Cross River chính thức thông báo kết thúc vòng tài trợ trị giá 620 triệu đô la do Aldrich và Anderson Horowitz dẫn đầu. Tiếp theo là Polygon Matic, 450 triệu đô la. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2022, Polygon công bố đã nhận thêm 450 triệu đô la huy động vốn được dẫn đầu bởi Scola Capital India. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng các giải pháp trên nền tảng của mình bao gồm Polygon POS, Polygon Edge và Polygon Avant. Tiếp theo là Circle Internet Financial, 400 triệu đô la. Circle Internet Financial là một công ty tài chính Internet toàn cầu được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain chuyên về lĩnh vực công nghệ thanh toán peer-to-peer.
Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, Circle đã công bố vòng tài trợ 400 triệu đô la, dẫn đầu là BlackRock với tư cách là nhà đầu tư chiến lược. Một cái tên không quá xa lạ là FTX 400 triệu đô la. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, FTX đã thông báo đã huy động được 400 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series C. Vòng huy động này đã giúp nâng mức định giá của FTX lên 32 tỷ đô la, khiến cho FTX trở thành một trong những công ty tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới về vốn hóa. Một cái tên đình đám trong thời gian qua là Near Protocol, 350 triệu đô la. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2022, Near Protocol đã huy động thành công 350 triệu đô la trong vòng tài trợ mới nhất của mình, dẫn đầu là Tiger Global. Vòng tài trợ này diễn ra với mục đích thúc đẩy sứ mệnh giúp hàng tỷ người học và sử dụng công nghệ blockchain, tăng khả năng phi tập trung và đẩy nhanh sự phân cấp của hệ sinh thái Near. Tiếp theo là Certix, 88 triệu đô la. Certix là một dự án blockchain làm về bảo mật được thành lập vào năm 2018, có trụ sở tại New York. Nền tảng sử dụng cơ chế đồng thuận biến thể của BOS là DPoS, Delegate Proof of Stake, với mục đích nâng cao tiêu chuẩn bảo mật của các DApp và blockchain. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2022, công ty bảo mật blockchain Certix đã huy động được 88 triệu đô la trong vòng tài trợ Series B3. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần qua về thị trường blockchain và tài sản số. Ngay sau đây, Khánh Huyền xin mời quý vị đến với chuyên mục Blockchain Edu, top 14 công cụ cần thiết nhất mà các trader cần phải biết. Nhiều nhà đầu tư thích Tradecoin vì nó là một tài sản cực kỳ dễ biến động. Nếu có thể chọn đúng thời điểm của thị trường, Tradecoin có thể mang lại cho họ lợi nhuận cao hơn nhiều so với đầu tư truyền thống. Nhưng nếu bạn là một người mới, Tradecoin hẳn vẫn là một khái niệm còn xa lạ. Trong Blockchain Edu tuần này, Khánh Duyên sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả top 14 công cụ cần thiết nhất mà mọi trader cần phải biết. Đầu tiên, chúng ta đến với các sàn giao dịch tiền điện tử. Để có thể mua bán coin được, bạn cần một sàn giao dịch. Đây là nơi mà rất nhiều những nhà đầu tư tiền điện tử giống bạn thực hiện các hoạt động mua bán coin để kiếm lời. Đăng ký một tài khoản trên sàn giao dịch crypto không khó, nhưng nó đòi hỏi một số thủ tục hơi khác so với đăng ký một tài khoản trực tuyến thông thường. Đó là bạn cần phải cung cấp chính xác thông tin cá nhân với ảnh chụp giấy tờ tùy thân. Đây gọi là quá trình KYC, viết tắt của chữ Know Your Customer. Bạn cần biết thiết lập những bước bảo mật cần thiết. VSAN sẽ là nơi bạn nạp tiền vào đó. Đó là hai yêu cầu tối thiểu nhất khi đăng ký tài khoản tại mọi sàn giao dịch crypto. Một khi bạn đã đăng ký và KYC thành công tài khoản, bạn có thể bắt đầu nạp tiền vào ví trên sàn và giao dịch. Điều đó có nghĩa bạn tin tưởng vào việc sàn đang nắm giữ tiền của bạn. Nghe hơi phiêu nên nhiều nhà đầu tư chỉ sử dụng sàn để mua tiền điện tử. Sau đó thì chuyển về lưu trữ ở một dạng thức khác như ví cứng cho an toàn hơn. Khánh Huyền sẽ đề xuất một vài cái tên sàn giao dịch crypto tập trung trên tiêu chí những sàn này đã hoạt động một thời gian dài trong thị trường. Có được sự tín nhiệm từ cộng đồng, có tính thanh khoản tốt, có tính bảo mật cao. Bạn có thể tham khảo danh sách sau để lựa chọn đăng ký tài khoản cho mình. Binance. Binance không phải là sàn giao dịch lâu đời nhất thị trường. Dù ra đời sau một số sàn khác nhưng vẫn đúng thời điểm thị trường bùng nổ vào năm 2017. Cùng với uy tín của mình, Binance đã nhanh chóng hút phần lớn thanh khoản của toàn thị trường. Hiện tại, Binance có thể được giao dịch trên 180 quốc gia và mới bắt đầu thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Binance có khối lượng giao dịch lớn, hỗ trợ đa dạng các đồng tiền điện tử và cũng có thể có những tính năng như một sàn giao dịch phi tập trung. Bạn nên nhớ không có một sàn giao dịch nào là hoàn hảo, nhưng có lẽ Binance sẽ là nơi phù hợp nhất cho những nhà đầu tư mới bước vào thị trường. Bạn sẽ dễ dàng nhận được những hướng dẫn Tradecoin trên Binance nhiều hơn, vì phần lớn cộng đồng đầu tư tiền điện tử ở Việt Nam cũng sử dụng sàn giao dịch này. Coinbase. Coinbase cũng là một sàn giao dịch lâu đời và uy tín khác trong thị trường. Coinbase vừa phù hợp với người lần đầu mua tiền điện tử và cũng là sàn có một phiên bản chuyên nghiệp hơn, nhằm hướng đến những nhà giao dịch chuyên nghiệp có kinh nghiệm và mua bán coin với số lượng lớn. Dù số lượng các đồng tiền điện tử được mua bán trên sàn không nhiều bằng các sàn khác, nhưng như vậy là quá nhiều cho một danh mục đầu tư cần thiết. Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý, tỷ giá trên Coinbase khá cao so với các sàn giao dịch khác. Tại Coinbase, bạn có thể mua tiền điện tử bằng credit card, debit card hoặc chuyển khoản ngân hàng. Quy định của Coinbase cũng đòi hỏi người dùng phải cung cấp và xác thực nhiều thông tin cá nhân. Nó cũng khiến cho một số nhà đầu tư cảm thấy an tâm vì tuân theo luật. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các sàn giao dịch phi tập trung. Đây là loại sàn giao dịch thứ hai. Bạn cũng sẽ nhận ra có hai khái niệm trái ngược nhau. Một bên là sàn giao dịch tập trung, một bên là sàn giao dịch phi tập trung.
Ngay cái tên đã nói lên bản chất của nó. Sàn phi tập trung nghĩa là không yêu cầu một bên trung tâm nào để lưu trữ tiền điện tử. Loại hình này mới xuất hiện gần đây trong thị trường. Người ta tìm đến và giao dịch trên các sàn phi tập trung vì muốn tránh những rủi ro liên quan đến các sàn tập trung. Một khi sàn tập trung nắm giữ quyền lực và kiểm soát ví, bạn buộc phải đặt niềm tin vào sàn này. Bên cạnh đó, giao dịch cũng có thể được thực hiện gần như ngay lập tức. Những rủi ro đó là gì? Nếu bạn giao dịch trên sàn tập trung, các giao dịch chậm hơn, kém an toàn hơn. Thực tế đã chứng minh điều này với nhiều vụ hack sàn rất tai tiếng. Và chi phí trên các sàn tập trung cũng cao hơn, họ còn tính cả phí dịch vụ riêng. Trong khi đó, các sàn giao dịch phi tập trung lại loại bỏ được những nhược điểm này. Tuy nhiên, loại hình sàn giao dịch phi tập trung vẫn còn khá mới, nó không hoàn toàn thỏa mãn mong muốn của các traders. Đầu tiên, nó không trực quan lắm đối với traders mới. Đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu nhiều khái niệm về công nghệ. Nó đòi hỏi phải có những kỹ thuật để tận dụng được tối đa các giao dịch phi tập trung. Nhưng dù sao cũng là một lựa chọn nếu như bạn muốn thử. Oasis Dex là sàn giao dịch phi tập trung Oasis, hay còn gọi là Oasis Dex, là một phần của hệ sinh thái MarketDAO. MarketDAO là một dự án đã tạo ra đồng stablecoin tên là DAI và token quản trị là MRK. Oasis Dex là một công cụ để tạo tính thanh khoản cho cặp ETH trên DAI. Bản thân Oasis cũng là một nền tảng được đầu tư kỹ lưỡng cho phép người dùng làm được nhiều thứ khác hơn thế, như là nhận lãi từ những đồng DAI. Uniswap. Có thể nói Uniswap là một trong những DEX lớn nhất thị trường. Số lượng ETH được khóa trong DEX đã tăng hơn rất nhiều lần nhờ làn sóng DeFi vào năm 2020. Một điều đặc biệt đáng chú ý của nền tảng này là nó có thể tích hợp giao thức protocol với các ứng dụng là app Bancorp. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các ví cứng tốt nhất thị trường. Ví cứng là một hình thức cất trữ tiền điện tử. Ví cứng sẽ phù hợp với những ai đầu tư vào một đồng tiền điện tử nào đó với số vốn tương đối lớn. Không thường xuyên thực hiện mua bán trên sàn, thì cất trữ nó trong ví cứng là một lựa chọn hoàn hảo nhất. Đã có nhiều ví cứng được ra đời, các quỹ đầu cơ lớn cũng sử dụng chúng để cất trữ tài sản số của họ. Lý do chính khiến cho ví cứng an toàn đó là do nó không được kết nối trực tiếp và thường xuyên với Internet. Hãy so sánh với ví trên các sàn giao dịch. Thực sự, tiền đang nằm trong tay sàn giao dịch chứ không hề nằm trong tay bạn. Nghĩa là chúng có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Nhưng ví cứng có thể giúp bạn lưu trữ tiền một cách an toàn và hiệu quả. Nó yêu cầu một nút bấm phần cứng để giao dịch được thực hiện. Nghĩa là nó được thêm vào một lớp bảo vệ bổ sung. Với tính năng bảo mật như thế, không gì có thể sánh được trừ khi bạn muốn sử dụng ví giấy. Ledger. Ledger là một thương hiệu ví cứng quen thuộc kể từ giai đoạn thị trường downtrend vào năm 2018. Rất nhiều holder muốn sở hữu ví cứng để cất trữ những đồng tiền điện tử lâu dài hơn. Ledger là một công ty của Pháp. Hầu hết những người đã sử dụng đều hài lòng và đồng ý rằng Ledger là một lựa chọn trực quan ngay cả với người mới. Trezor. Trezor cũng là một ví cứng khác chiếm một thị phần đáng kể trong thị trường, được nhiều holder đánh giá cao tính bảo mật của nó. Bạn có thể tìm thấy đâu đó trên mạng những chủ đề như là Trezor không an toàn như Ledger. Tuy nhiên, những thảo luận này là chuyên sâu học thuật. Về cơ bản, cả hai thương hiệu này đều đáp ứng được nhu cầu bảo mật cao. Chi phí để mua Trezor hay Ledger cũng tương đương với nhau, khoảng chênh lệch là không đáng kể. Vậy còn các ví phần mềm thì như thế nào? Ví phần mềm sẽ có ưu điểm là tiện lợi và giao diện trực quan hơn. Thế nên, dù không bảo mật cao bằng ví cứng, nhưng chúng vẫn ngày càng phổ biến. Nếu so sánh về chi phí thì bạn cần bỏ ra một số tiền để sở hữu một ví cứng. Nhưng ví phần mềm thì nó lại là miễn phí và nó có thể thu hút thêm các nhà đầu tư mới. Để sử dụng ví phần mềm, bạn cần download và cài đặt ví trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân. Dù rằng nó không bảo mật bằng ví cứng, nhưng vẫn tốt hơn nếu so với ví trên sàn. Các ví phần mềm hiện nay đang hầu hết hỗ trợ đa dạng các loại tiền điện tử, đáp ứng được nhu cầu lưu trữ của các nhà đầu tư trung bình. Những nhà đầu tư với số tiền lớn hơn thì họ có xu hướng lựa chọn ví cứng nhiều hơn. Hãy coi ví phần mềm như một mức độ trung bình giữa ví cứng và ví trên sàn. Bạn có thể giữ trong đó một số tiền vừa phải để nắm bắt cơ hội giao dịch tốt. Nhưng đừng mạo hiểm lưu trữ quá nhiều. BRD. BRD là một ví phần mềm phổ biến, nó đơn giản, an toàn. Ví BRD có sẵn trên chợ ứng dụng iOS và Google Play. Ví cho phép người dùng mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng và tại các máy ATM. Bản thân ví sử dụng một chìa khóa giấy là 12 từ. Tiếp theo, Khánh Huyền sẽ cùng quý vị khán giả tìm hiểu về công cụ biểu đồ giá. Biểu đồ giá đóng vai trò quan trọng đối với bất cứ ai tham gia thị trường. Cho dù bạn thuộc trường phái phân tích cơ bản hay là phân tích kỹ thuật, thì trước sau gì bạn cũng phải quan sát biến động giá. Thậm chí bạn sẽ phải quan sát nó hàng ngày.
Nếu bạn tiếp cận thị trường theo hướng của một holder, tức là nắm giữ dài hạn và không cần có kế hoạch giao dịch hàng ngày, thì bạn không cần quá nhiều công cụ đo đạc. Các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật sẽ có tần suất sử dụng thường xuyên hơn. Để dự đoán chuyển động giá, Khánh Huy sẽ được liệt kê một vài cái tên phổ biến cung cấp dữ liệu biểu đồ giá theo thời gian thực. TradingView. TradingView là một trang web cung cấp dịch vụ giao dịch và quan sát đồ thị giá phổ biến nhất trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử. Thực ra, khả năng của TradingView còn nhiều hơn thế. Nó cung cấp dữ liệu giá của đa dạng các thị trường, từ Forex, chứng khoán, giá vàng, v.v. TradingView cũng có đầy đủ các công cụ chỉ báo sẵn có và chỉ báo do người dùng tạo nên. Ở mức độ nâng cao hơn, bạn có thể sử dụng PyScript để viết nên một chỉ báo của riêng mình. Ở mức độ cơ bản, TradingView là một tool trade coin rất trực quan và dễ sử dụng. Coinigy. Coinigy là một nền tảng giao dịch nhưng chủ yếu tập trung vào các nhà giao dịch tiền điện tử, trong khi TradingView thì đa dạng hơn. Đối với nhu cầu sử dụng cao cấp, Coinigy có thể cung cấp sử dụng các tài khoản với API không giới hạn. Coinigy liên kết với hơn 45 sàn giao dịch hiện có trên thị trường. Bạn có thể thực hiện các giao dịch mua ngay gọi là spot trading, giao dịch ma trận chênh lệch giá arbitrage matrix. Coinigy cũng cung cấp những bộ dụng cụ đa dạng để tận dụng tối đa việc quan sát và phân tích biểu đồ. Kế tiếp là công cụ theo dõi giao dịch. Đây là các công cụ giúp cho bạn quan sát thêm những thông tin liên quan đến giao dịch mà bạn đang thực hiện. Nó cũng đưa ra những đánh giá chung về tình trạng của các cặp giao dịch đó. Coin Tracking. Cộng đồng trader tiền điện tử Việt Nam ít biết đến công cụ này. Tuy nhiên, Coin Tracking là một trong những nền tảng theo dõi các số liệu giao dịch thị trường tiên tiến nhất. Nó được nhiều khách hàng doanh nghiệp quan tâm và sử dụng. Coin Tracking có thể cung cấp thông tin theo thời gian thực về cả báo cáo thuế và các kê khai. Con số này có thể điều chỉnh tùy theo quốc gia. Crypto Compare. Crypto Compare là một công cụ khác cạnh tranh với Coin Tracking. Tuy nhiên, Crypto Compare thì lại được nhiều nhà đầu tư mới biết đến hơn. Nó không cung cấp một số tính năng doanh nghiệp như Coin Tracking, nhưng nó có đầy đủ các công cụ đủ tốt cho các nhà đầu tư mới. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công cụ dữ liệu thị trường. Theo dõi dữ liệu thị trường là điều rất quan trọng đối với bất kỳ các nhà đầu tư nào. Những dữ liệu này sẽ giúp cho các nhà đầu tư phân tích chính xác hơn về tình hình thị trường hiện tại, giúp cho họ đưa ra những dự đoán trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. Đối với sự hỗ trợ của số liệu thị trường, bạn có thể sẽ đưa ra nhận định khách quan hơn. Ví dụ, bạn nhận thấy sự tăng giá của nhiều đồng tiền mới nhờ làn sóng DeFi, nhưng để có thể nhìn thấy toàn bộ số lượng tiền, số lượng giao dịch của làn sóng này, bạn cần một công cụ đo đạc tổng quát hơn. Từ đó giúp cho bạn đưa ra nhận định của đám đông chính xác hơn. Không những thế, bên trong cái tổng quát cũng có những cái chi tiết hơn để bạn xác định một bộ phận các nhà đầu tư đang nghĩ gì và phản ứng những gì. Có nhiều trang web cung cấp những dữ liệu như thế này, nhưng một cái tên sau đây sẽ là sự khởi đầu tốt để bạn tập tành theo dõi. Đôi khi bạn sẽ tìm thấy một số công cụ đòi hỏi trả phí để được xem những số liệu chuyên sâu hơn. DeFi Plus. DeFi Plus được quan tâm và chú ý là nhờ vào làn sóng DeFi. Khi mà các nhà đầu tư mới đổ tiền vào thị trường nhiều hơn từ làn sóng này và họ muốn theo dõi những con số liệu đặc thù của DeFi. Dù sao đi nữa, DeFi cũng đã trở thành một nền tảng của thị trường hiện tại. DeFi làm được điều này chỉ chưa đầy một năm trở lại đây. DeFi Plus sẽ cho các nhà đầu tư biết tổng giá trị được cất trữ trong DeFi, thị phần của những sàn giao dịch phi tập trung cùng với nhiều số liệu khác. Skill. Skill sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin đáng chú ý về thị trường phái sinh Bitcoin như là lãi suất quyền chọn, khối lượng, biến động dòng tiền, v.v. Đôi khi bạn sẽ thấy nó dày đặc những thông tin, nhưng các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm sẽ thích như thế. Các công cụ phái sinh ngày càng tăng về số lượng, nhờ đó nền tảng như Skill trở nên là một công cụ quan trọng nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư. Công cụ kế tiếp là công cụ theo dõi danh mục đầu tư. Khi trở thành một nhà đầu tư tiền điện tử, bạn sẽ nghe nói đến lý thuyết về đa dạng danh mục đầu tư nhằm giảm rủi ro. Việc áp dụng lý thuyết đa dạng danh mục đầu tư sẽ đòi hỏi bạn cần có một giao diện để theo dõi tất cả chúng. Và sau đây là những tool trade coin để bạn làm điều đó. Blockfolio có lẽ là ứng dụng theo dõi danh mục đầu tư được sử dụng rộng rãi nhất trong thị trường. Lý do chính đáng có lẽ là nó có giao diện trực quan và trải nghiệm giao diện cũng rất tốt. Blockfolio hỗ trợ tới 8.000 loại tiền điện tử. Tính năng thú vị là nó có thể nhắn tin để kết nối trực tiếp với cộng đồng của dự án đó. Blocks. Mặc dù không được biết đến nhiều như Blockfolio, nhưng Blocks vẫn đang là ứng dụng quản lý danh mục đầu tư khá tốt. Block hướng tới đối tượng người dùng doanh nghiệp hơn. Nó hỗ trợ những công cụ tài chính như CPA, sổ sách kế toán, kiểm soát giao dịch. Ứng dụng này cũng được nhiều miners, tức là thợ mỏ, quan tâm. Blocks có lẽ là một công cụ nâng cao hơn một chút. Thế nên,
Block sẽ phù hợp với những nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn là những nhà đầu tư mới. Công cụ tiếp theo là công cụ tổng hợp tin tức. Tin tức thị trường hầu như tạo ra liên tục. Nếu bạn không muốn mình bỏ sót những tin tức quan trọng, thì có thể cần sử dụng một công cụ để tổng hợp nhiều nguồn tin khác nhau. Với TrueTradeCoin, bạn không cần phải truy cập từng trang web để duyệt tin, mà nhiều nguồn tin sẽ được đưa vào bên trong một giao diện. CryptoPanic. CryptoPanic là một công cụ tổng hợp tin tức nhìn đơn giản và dễ hiểu. CryptoPanic cũng tổng hợp những dòng tweet của những tài khoản có ảnh hưởng trong thị trường. Chưa hết, bạn có thể xem đánh giá tích cực và tiêu cực của cộng đồng về chính tin tức đó. Cách trình bày của CryptoPanic không quá rườm rà, chủ yếu là dạng văn bản. CryptoPanic còn có những tính năng khác như theo dõi danh mục đầu tư hoặc tạo một cuộc thăm dò. Trình khám phá chuỗi khối. Các trình khám phá chuỗi khối hay còn gọi là Block Explorers là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ phân tích tiền điện tử. Chúng sẽ cho bạn biết thông tin về quy mô và hoạt động của các ví, xu hướng chuyển tiền từ đâu tới đâu, lúc nào, bao nhiêu xác nhận. Blockchain.com. Blockchain.com sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về chuỗi khối hơn. Đây cũng là trình khám phá chuỗi khối được sử dụng nhiều nhất. Không chỉ là chuỗi khối của Bitcoin, còn có của Ethereum, Bitcoin Cash. Blockchain.com cũng cho phép người dùng tạo tài khoản để giao dịch. Blockchain về cơ bản cũng cung cấp đầy đủ những tính năng khám phá chuỗi khối như Blockchain.com, nhưng Blockchain cho phép khám phá nhiều loại tiền điện tử hơn như Litecoin chẳng hạn. Chúng ta cũng có công cụ theo dõi thời gian các sự kiện, đôi khi giá của một đồng coin tăng gấp nhiều lần vì tin tức về một sự kiện nào đó. Sự kiện là một trong những thông tin quan trọng bạn cần biết để không bị bất ngờ trước các biến động. CoinMarketCoin là trang web tổng hợp tất cả những sự kiện xảy ra trong thị trường tiền điện tử, từ việc niêm yết coin, cập nhật roadmap, thực hiện mainnet, cập nhật trang web, v.v. tất cả mọi sự kiện. Chúng được cập nhật liên tục trên CoinMarketCoin. Do đặc tính của thị trường vốn bị ảnh hưởng mạnh bởi tin tức, nên CoinMarketCoin trở nên cần thiết. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những trang web đang hỗ trợ công cụ thống kê mạng lưới. CryptoMiso. CryptoMiso đưa ra một bảng xếp hạng các dự án theo tiêu chí dựa trên hoạt động của dự án đó. Ví dụ, bạn muốn biết dự án nào hoạt động tích cực nhất trong một năm qua. Điều này khá là quan trọng vì đây đều là những dự án công nghệ, nên nó đánh giá sự nghiêm túc của đội ngũ cũng như sự uy tín của dự án. BitInfoCharts. BitInfoCharts cung cấp thông tin về nhiều mạng blockchain khác nhau. Những thông tin này bao gồm số lượng giao dịch mỗi giờ, giá trị giao dịch trung bình, thậm chí là cả số lượng tweet mỗi ngày. BitInfoCharts cũng là một nhà cung cấp siêu dữ liệu gọi là metadata hữu ích trong thị trường. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công cụ thông báo giao dịch khối lượng lớn. Trong thị trường tiền điện tử, người ta rất quan tâm đến hoạt động của cá mập, cá voi, vì các nhà đầu tư tin rằng những hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử. Đó là lý do mà những tool trade coin như WhaleOutlet được quan tâm lớn. WhaleOutlet là một công cụ thông báo về những giao dịch có khối lượng lớn bất thường. Những thông báo này sẽ được cập nhật ngay lập tức qua Twitter hoặc Telegram. WhaleOutlet là một công cụ khá hữu ích. Nó tồn tại lâu năm trong thị trường và được nhiều traders theo dõi. Ngoài ra, chúng ta còn có những công cụ khác như Reddit, Twitter, Telegram. Có vẻ như không giống một công cụ đặc thù để theo dõi thị trường tiền điện tử, nhưng bất cứ nhà đầu tư nào cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng của nó. Các nền tảng mạng xã hội chiếm tầm ảnh hưởng lớn trong thị trường, vì mọi thông tin đều sẽ đi qua mạng xã hội. Sau một thời gian ở trong thị trường, bạn sẽ sớm nhận ra những tài khoản nào nên follow, những trang nào nên like, những kênh nào nên bật thông báo. Đặc biệt, Telegram gần như là nơi sinh hoạt chính của tín đồ crypto. Mọi người đều tập trung thảo luận tại Telegram rất sôi nổi. Vậy là chúng ta vừa điểm qua top 14 công cụ cần thiết nhất mà mọi trader cần phải biết. Dĩ nhiên, trên đây vẫn chưa phải là một danh sách đầy đủ các tool trade coin, nhưng có lẽ nó quá đầy đủ để bạn bắt đầu. Và thưa quý vị, chuyên mục Blockchain Edu cũng đã khép lại chương trình diễn đàn blockchain của tuần này. Quý vị khán giả đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên hệ thống Facebook, TikTok và YouTube của MetaGate. Khánh Huyền xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.